Rồi, Đinh Ba Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Địa chỉ của mình là thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Số nhà của mình là 606 nha bà con. Bà con cứ qua thị trấn Thành Mỹ là bà con ngó cái nhà của mình, nó có cánh cửa nha bà con. Trước nhà của mình là nó có cái trụ điện và có cái cây cảnh mình trồng, nó cao khoảng 3 mét nha bà con. Đó là nhà của mình. Rồi hôm nay Đinh Ba Búa lên một lô khoảng mười mấy cây thôi, lên lô nhẹ này để cho bà con ở xa nha. Còn bà con ở gần có thể qua cửa hàng bên mình mua cho nó tiện. Chứ nhiều khi coi ở này xa, coi trực tiếp trên video thì nó hơi khó nha. Rồi hôm nay là có những con Mitsu TL261 hàng siêu VIP nha. Rồi Mitsu TU26 Echo Kirit 27 có trợ lực ra bóp. Và một con Ngọc Trinh 24 Echo tôm nhôm nha bà con, Echo trắng mà tôm nhôm, trắng đen bà con. Đó, Rubin đầu chùa và Ryobi. Có những con máy cũng siêu VIP rồi bà con. Rồi hôm nay mình có ưu đãi cho khách hàng nha bà con. Tại vì bữa cái giải đặc biệt không ai trúng, cho nên là mình chia cái giải đặc biệt ra ngày hôm nay thôi. Nhưng mà phải là khách hàng mua từ lần 2 trở lên với giá trị trên 1 triệu sẽ được giảm 200 ngàn nha bà con. Đó, có nghĩa là hôm bữa cái cây máy 1,5 triệu giải đặc biệt không ai trúng hết, nên là hôm nay mình chia, mình lấy 1,5 triệu đó là mình chia ra hết luôn hôm nay luôn, là chia cho mấy anh em luôn. Mấy anh em nào mà mua lần 2 trở lên là sẽ được giảm 200 ngàn, có nghĩa là được khuyến mãi 200 ngàn đó là để chia cho mấy anh em đó. Đó, chứ Đinh Ba Búa mình cũng không có ăn uống gì cái cây, cái giải đặc biệt đó đâu nha. Rồi hôm nay mình có những con máy giá từ 1,2 triệu nhưng mà con giá cũng rẻ thôi. Estin, dòng Estin này mình bán chạy lắm nha, tại vì phụ tùng nó dễ thay mà nổ rất là êm giòn, dễ nổ bà con, chạy rất là bốc nữa, hơi rất là chắc. Đó, nghe tiếng nổ là khoái rồi, là dòng Estin đó bà con, dễ nổ nữa mà dễ xài. Dòng này là dòng Shirewa nha, Shirewa này nó cũng đồ của nó rất là dễ thay nha bà con. Hôm nay mình lựa những con mà phụ tùng cực kỳ dễ thay luôn, để mà bán phụ tùng dễ thay mà xài rất bền nha. Chứ bán những con máy mà nhiều khi nó chết đi sơi á, bà con tìm nó khó. Nhưng mà những cái dòng này là bà con tìm đi sơi rất dễ nha. Đó, thì mình săn con rồi rất là dễ. Rồi con số 1 là giá 1,2 triệu nha bà con. Con số 2 giá 1,2 triệu. Con số 1 là Ryobi nha. Còn con số 2 là Komatsu Genoad. Komatsu Genoad bà con 23 sơi nòng 32. Con này cũng 23 nòng 32 luôn, Ryobi và Komatsu đó, 1,2 giá 1,2 triệu đồng giá nha bà con. Đó, để mình quay đằng trước cho bà con xem, còn kiếp của nó đẹp nha, còn đậu bò rồi là rin luôn, giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Nổ thử đi em. Rồi. Rồi con số 2, con số 1 giá 1,2 triệu nha bà con, Ryobi. Đây mình quay kỹ cho bà con xem, bô nó còn trắng tinh luôn nha, nè bô nó còn số seri trắng tinh luôn, đẹp nha, áo nó chỉ mờ thôi. Đó, giá 1,2 triệu nha bà con. Rồi con số 2 giá 1,2 triệu luôn, vô đen. Rồi con số 2 là giá 1,2 triệu nha bà con. Con số 2, con này là Komatsu Geno nha bà con, để mai mình cho anh em thợ nó chỉnh xăng lại, nó bị thiếu xăng. Rồi con số 3, con số 3 là con Estin 22 nòng 32 ly nha bà con. Nó đang xài bộ chế quanh và rú ra ngang nè bà con, đây nè, chế quanh và rú ra ngang. Bộ chế này là bộ chế rinh nó nha bà con, chế này nó hai kim luôn, nó có hai kim chỉnh nha, nó có kim chỉnh xăng gió cái đây nè. Đó, nhiều anh em nhìn cái ron này thấy nó rách rách, tưởng ron lô, cái ron lô mà không phải đâu nha, cái ron này là ron rin đó, do bên mình vệ sinh rửa là nó rách vậy á. Rồi con số 3 nổ nè, đánh ra rồi nó nghe. Con này tiếng nổ nó im như chó thở bà con, im lắm. Dòng Estin nè,
Dòng máy tinh thì bà con lưu ý cho mình nha, là bà con nào mà mua máy cắt cỏ mà muốn mua cái máy nào mà phụ tùng của nó đa dạng dễ tìm dễ mua thì dòng máy tinh này thì phụ tùng nó bao la nha bà con. Đó là những cái dòng đây là nó xài sơi của nó là 260 bà con, và bình xăng con của nó là bình 260 luôn, nên là nó ưu điểm của nó là sơi với lại bình xăng con nó trùng với lại máy Trung Quốc, cho nên là bà con xài sau này mà chết sơi hay là hư bình xăng con á, bà con mua hàng Trung Quốc bà con thả vô được luôn, mua tại địa phương được luôn. Đó là ưu điểm của nó là chỗ đó. Chứ nhiều con máy cỏ mà nhiều khi nó chết đi sơi, bà con là bà con mua tại địa phương không có là bà con giục cái máy luôn đó, nên là nó khó chỗ đó, nên mới muốn mình lựa những con máy mà nó có phụ tùng, nó gọi là nó hàng thông dụng ở Việt Nam mình, là bà con xài sau này nó có hư á, bà con thay nó dễ. Rồi con số 3 và con số 4 là đồng giá nha bà con, triệu ba triệu ba, bà con thích lấy nào lấy. Rồi con số 4 nổ đi em, nổ số 4 chưa, số 4 này không? Thì nó nổ ngay đảo đó. Ốc tán mới khác luôn nha. Con này ốc tán đẹp lắm nha bà con, ít tinh. Đó, còn đẹp. Mấy con này nó còn nguyên bản luôn nha bà con, đẹp lắm, nguyên bản 100% luôn á, dòng ít tinh này á là bao cho bà con xài mạnh mà cầm rất là nhẹ nha. Đó, những các bạn nào mà tìm con máy mạnh mà cầm nhẹ á thì dòng ít tinh này chạy rất mạnh nha mà cầm rất là nhẹ. Nó nặng khoảng 4 kg thôi. Leo đồi leo núi rất là ok luôn, xài rất mượt, nổ rất mượt, và phụ tùng thì thôi chứ bao la bát ngán luôn, bà con mua đâu cũng có đó. Phụ tùng của nó là rất là dễ tìm nha, là dòng Estin, bà con lưu ý nha. Chứ máy Nhật bãi mà bà con phải để ý cái thằng này là nó hên cái là nó xài sơi của nó giống Trung Quốc, cho nên là bà con sau này có chết đi sơi rồi là thay rất là dễ. Đó là những dòng Estin này, dòng Estin này nha bà con. Đó rồi tiếp con số 5. Con này là Estin 23 nha bà con. Đây nè, con số 5 này nó hay cái là nó hay là 23 nên nó có trợ lực nha bà con. Đó, cái ổ giựt nó to, bà con thấy không? Đây là ổ giựt này nó nhỏ nè bà con thấy không? Còn ổ giựt này nó to nè là nó có trợ lực. Đó là thằng Estin 23 này nó có trợ lực. Và nòng của thằng này nó 33 ly lận nha bà con. Estin 23. Chới của nó đang xài là chới quanh bờ rú luôn, ra ngang. Đó, y sơi rồi nó giống thằng Estin 22 luôn. Rồi nổ đi em, con này giá trị 3 nha, số 5. Lắp xăng lên em. Được lại thử đi em, được thử. Rồi con số 5 giá triệu 3 nha bà con này nó có trợ lực, ổ giật trợ lực nha. Đó, Estin 23. Đây bà con thấy không, nó 23. Còn mấy con này là 22 nha, 22 luôn. Đó, 22, 22 hết. Rồi con này là 23 nha. Con này nó đang xài bộ chế với sơi là 260 hết. Cho nên là bà con mua tại địa phương là có luôn. Đó, phụ tùng rất là dễ thay thế nha. Sau này nó có hư bà con thay rất là dễ. Còn bộ hơi thằng này bên mình bán chỉ có 200 ngàn bộ hơi thôi nha. 200 ngàn bộ hơi thôi. Bà con xài mà 5, 6 năm sau nó hư, bà con liên hệ bên mình mua bộ hơi rồi mình gắn, rồi mình bán cho bà con 200 ngàn thôi. Giờ bà con gắn vô xài tiếp 5-6 năm nữa là 10 năm rồi, mười mấy 20 năm luôn. Rồi tiếp dòng Shidewa. Đó, dòng Shidewa này nó trâu lắm nha bà con, nhìn nó như lọ lem vậy á nhưng mà xài rất là trâu bò mà bền nữa. Đó, bà con ở miền Trung rồi hoặc là những cái nơi mà những cái vùng mà bà con nào mà nói chung là bà con mình khổ thì mình nên lựa những con máy xài nó bền, không cần quan trọng hình thức nha. Đó, những con máy này xài rất bền, bà con đừng có quan trọng hình thức, nó lọ lem nhưng mà nó được duyệt nha bà con. Và ưu điểm của dòng Shidewa với lại dòng Estin là nó xài sơi 260 luôn bà con. Đó, cho nên là cái thằng Shidewa với lại thằng Estin đây nè, đó Estin đây nè, là bà con lấy sơi với lại bình xăng con của nó bỏ qua bỏ lại y chang nhau luôn, là nó trùng với lại thằng Trung Quốc luôn, nó hay chỗ đó bà con. Nên là bà con dòng này bà con ở những cái nơi gọi là mình người nông thôn, người dân bình thường là mình xài những con này rất là bền mà phụ tùng của nó tìm rất là dễ luôn, dễ thay luôn mà nó trâu nữa nha bà con. Dòng Shidewa này trâu lắm, nghe tiếng nổ là con phái liền. Nổ thử đi em. Dẻo luôn.
Dòng này nồng của nó 32 ly nha bà con, chạy mượt lắm. Bà con cắt cỏ cho bò rồi, nói chung là cắt cỏ cho cá rồi thì xài rất là ok luôn. Cắt lưỡi dao rồi xài tuyệt vời luôn. Nó là Shirewa 230 nha, 3 số. Phụ tùng rất là dễ tìm, dễ thay nha bà con. Và xài lỡ xăng lắm, Acer rồi. Nói chung là cái dòng này bao cho bà con là nó là hàng thông dụng nha. Phụ tùng dễ thay thế. Đó là tại vì dòng Shirewa này nó là hàng VIP nha bà con, hàng mắc tiền. Nhìn nó như lọ lem vậy nhưng mà nó là hàng VIP á. Còn những hàng Shirewa mà nhiều hàng đẹp đẹp á, là những hàng đó là hàng bình thường nha bà con. Lại tại vì những hàng đó là phụ tùng nó không có, đồ nó khó tìm, cho nên là nó cái những hàng đẹp đó xài nhiều khi hư không có đồ thay nha bà con. Còn mấy anh lọ lem nè vậy mà hay cái là nó xài Acer 260 đó, mình bán đó giờ nên là hôm nay mình mới khám phá ra được những con máy mà tìm phụ tùng rất là dễ để mình chào cho bà con. Bà con mình chia sẻ cho bà con biết để bà con mua, bà con xài sau này bà con hư bà con thay nó rất là dễ, đồ nó dễ tìm nha. Đó bà con có điện cho bên mình, bên mình cũng tìm đồ cho bà con nó dễ nữa. Rồi nổ thử đem con số 7 giá 1,5 triệu luôn nha. Rồi con số 7 nó như cái con số 6, số 8 rồi đó bà con. Giá 1,5 triệu đồng giá hết á, bà con thích lấy nào lấy nha. Tất cả đều nồng 32 ly hết. Acer 260 bộ chế của nó là quanh bà rú ra ngang luôn nha. Đó bên sang con nó là quanh bà rú ra ngang luôn. Sang rin nha bà con, nguyên bản hết á, mấy con này nguyên bản sang rin luôn. Có cái con này là mình thay bình sang nhựa mới này rồi nha. Bình này thay mới rồi đó. Rồi, con số 8 giá 1,5 triệu luôn. Đây cho lộn Shirewa 231. Rồi nổ nha. Rồi con số 8 giá 1,5 triệu cho bà con, Shirewa 231, ba con đồng giá nha. Đó mấy con này mình chưa gắn dây ga nha bà con, chưa gắn hồng chỉnh đâu, nhưng mà mai lại mình đóng hàng là mình cho anh em thợ kiểm tra lại rồi gắn đầy đủ. Nói chung là gắn đầy đủ cho bà con, giờ bà con chỉ việc đổ xăng xài thôi nha. Đó rồi 6, 7, 8 là đồng giá 1,5 triệu nha. Dòng Shirewa này bữa giờ mình bán bà con cũng xài rồi nên thấy rất là ổn định rồi, đặt mua rất là nhiều nha. Đó bà con cái giờ bà con tháo dàn áo nó ra dễ lắm, bà con tháo ra nhìn Acer nó chạy là Acer 260 á, và chế của nó là chế quanh bà rú ra ngang có kim chỉnh luôn. Con này nó có kim chỉnh rồi con, còn con này nó xài gió tự động, con này gió tự động. Rồi rồi tiếp Ryobi con số 9 nha. Rồi nổ đi em, con số 9 là Ryobi giá 1,5 triệu nha. Bật công tác chưa? Rồi con này dây giết đồ mới lắm nha bà con, bình xăng nhựa đồ mới lắm, đẹp dây giật cũng đẹp lắm nè bà con, nên nè không dây đẹp lắm. Rồi con số 9 giá 1,5 triệu nha. Ruby con này 26cc nha bà con, nồng 34 ly, máy còn đẹp lắm nha bà con, cần kiếp đồ còn mới lắm đó, cần đẹp lắm nha bà chắc. Rồi con số 9 giá 1,5 triệu nha bà con. Con số 10 con này nó là Rubin thầy chùa nha bà con. Rubin thầy chùa, kiểu thiết kế của nó y như là, nhìn y như là một thầy, nói chung là nó đơn giản bà con, kết cấu nó chu chuốt, nó rất là đơn giản luôn, nhìn như anh thầy chùa bà con. Rồi con số 10 giá 1,5 triệu thôi. Con này nó là 253 nha bà con. Đây này, có nghĩa là hai cái dòng này nó hai phiên bản nha. Một là 230 hai thằng 23cc là nồng của nó có 32 ly thôi, nhưng mà thằng này nó tới nồng 34 lượng nha bà con, tại vì nó là 253 lượng đó, nên bà con để ý nha. Dòng này nó y chang gì luôn, nhưng mà nó hai phiên bản. Một là công suất của nó là 23cc, hai là 25cc. Thằng này nó 25cc nha bà con, tức là nồng nó 34 ly. Và Rubin này nổ giòn lắm nha, nó xài bộ chế là quanh bà rú luôn, ra ngang luôn. Nổ thử đi em. Rồi Rubin thầy chùa nha bà con. Dòng Rubin thầy chùa này nó mạnh lắm nha bà con, tum nó bằng nhôm luôn. Tum này rất là chắc luôn.
chắc chắn là bằng nhôm. Dòng này nó thiết kế nghiêng dời không có trâu chuốt, nó nghiêng dời phần đơn giản, mà con thiết kế rất là đơn giản. Cái chỗ này nó nằm âm vô trong luôn đó, rất là đơn giản luôn, nhưng mà xài rất là bền nha, bền mà mạnh lắm. Dòng này có một số dùng rất là ưa chuộng luôn, cắt lúa hay là cắt cỏ cho bò rồi là thoải mái luôn. Con này cắt cỏ voi thoải mái luôn bà con, nồng 34 ly lượng, nó là 253 lượng mà chứ không phải là 223 đâu bà con, 253 nè. Đó, Rubin hệ chù. Con này đáng lý nó phải 8-9 triệu nếu mà nó đẹp bà con. Tại vì cái vỏ màu vàng thường thường nó xấu nên là giá nó rẻ. Chứ còn vỏ nó mà đẹp, con này đẹp nó phải 8-9 triệu nha bà con, không rẻ đâu. Dòng này nó là hàng mắc tiền á. Rồi cái con số 11 giá 6 triệu bà con. Con này nó là Echo phiên bản tum nhôm bà con, 24 giờ sơi nè. Đó, nồng 33 ly nha. Rồi nổ đi em, con số 11. Rồi con số 11 giá 6 triệu nha bà con. Con này nó 24 giờ sơi, nồng nó 33 ly nha bà con. Dòng Echo này nó là Echo tum nhôm nha, tum nhôm. Cái dòng Echo màu trắng trắng như vậy nó có hai loại bà con. Một loại là tum nhựa mà cái áo bô này màu trắng nè mà dính liền luôn, là loại đó là hàng gọi là hàng rẻ tiền nha bà con. Hàng đó là hàng rẻ tiền, hàng bình thường. Còn cái loại mà tum nhôm mà nó mới là hàng VIP đó. Tum nhôm mà cái loại áo bô này nó màu đen á là hàng VIP nha bà con. Hàng đó là hàng săn lùng, mấy anh em thợ hay săn lùng lắm. Nhưng mà có đâu mà săn lùng mà con, nó dài con thôi, dài bãi giờ lựa nhiều lắm được chục con thôi, không có nhiều đâu. Rồi con số 11 giá 6 triệu rồi nha. Đẹp, con này còn đẹp lắm nha, ốc tán mới lắm đó. Rồi con số 12, con này nó là Echo Kyrit luôn bà con. Nó 27 sơ sơi, nồng của nó 34-33 mấy ly vậy. Nói chung là nó còn hai dòng 27 này chưa ai tháo lần nào đâu, nên cũng chả biết nồng nó nhiêu ly đâu. Rồi con này số 12 giá 8 triệu nha. Con này nó có cái mút đỡ chữ kêu rít luôn bà con ha. Con này mình chưa có rửa ra nha. Rồi cái con này nó có ga bóp luôn nha bà con. Đây ga bóp nó đây nè. Đó, nó 27 nha bà con, 27 giờ sơi. Cần của nó cũng đỡ 27 luôn nè. 272 nha bà con. Rồi nổ đem, con này nó có trợ lực nha. Nghe đem bóp bóp nha. Con này nó có ga bóp luôn nha bà con. Đây là ga bóp cứng nè, ga bóp này là nó dày nha, nó to mà nó dày đó. Dây giật dòng này nó có trợ lực nha, dây giật cũng đẹp lắm, dây nè chẳng lắm nè, không trợ lực này hay lắm nha bà con. Hay ở chỗ là bà con không cần phải kéo hết dây đâu, hoặc là bà con không cần kéo hết sức đâu nha, kéo nhẹ lên là tự nó bung ra, nó nhỏ nổ rồi đó, thấy không đó, nó hay chỗ đó đó. Đây nè, kéo nè, thử lại đó, thấy không, tự nó thả ra nó nổ lên là ổ giật trợ lực. Thằng này là trợ lực, gọi là trợ lực giữ nha. Và công tắc nó nằm trên này, công tắc bật lên là tắt, bật lên là mở nha, bật xuống là tắt đó. Công tắc nằm trên này nha. Còn cái này kéo lên là bóp ga không được nha, còn kéo xuống là bóp ga được đó, bóp ga bóp nè. Rồi giá 8 triệu rồi bà con, con số 12 đây đó. Mà để mình quay trợ lực này, mình hướng dẫn cho con cách xài trợ lực này luôn nha. Bà con chỉ cần kéo lên thả ra đó là nó nổ thôi, không cần kéo hết dây nha, là gọi là trợ lực. Thằng này nó hay ở chỗ đó bà con, trợ lực này xài nó bền nữa nha. Rồi con số 12, rồi tiếp em con số 13 giá 9 triệu nha. Con này nó là Mitsubishi TU26 nha bà con. Dòng Mitsubishi TU thì bà con lưu ý nha, nó có hai đời trên thị trường. Ở Việt Nam mình thì nó có một hàng Mitsubishi mà nó bán mới tại Việt Nam mình luôn. Giá nó cũng tầm 4 triệu mấy bà con, nhưng mà nó là dòng TU, đó là TU hàng Trung Quốc sản xuất nha bà con. Còn cái thằng này nó là hàng nó đỡ chữ Nhật bà con nè, thấy không? Đỡ chữ Nhật không à, đó toàn là tiếng Nhật không. Cái gần của nó đỡ tiếng Nhật luôn, có nghĩa là nó là hàng bên Nhật nha bà con. Hàng người Nhật người ta xài. Đó, nè nó đỡ cái cần nó còn tem Nhật luôn. Đầu bò nó còn chữ đầu bò nó coi. Đầu bò rinh nha bà con. Đầu bò mà bà con nhìn nó màu chì là đầu bò rinh. Còn đầu bò mà nó màu trắng như cái nồi son mua ngoài chợ là đầu bò lô nha bà con. Đó.
Rồi cái thằng này nó còn tem Nhật trên này, chứng tỏ là cái máy này nó ít xài nha, nó xài cho nó xài nhiều là nó là cái chỗ này là nó chày nó chóc tem hết nha bà con. Rồi cây cần của nó để 26 này, tới chữ Nhật luôn này, hướng dẫn chữ Nhật luôn. Có nghĩa là dòng Mitsubishi mà TU á mà nó có chữ Nhật, toàn là chữ Nhật á, là có nghĩa là hàng đó là bên Nhật người ta xài mới là hàng hàng của Nhật. Còn TU mà ở Việt Nam mình á là hàng không phải hàng của Nhật nha bà con, không phải hàng bãi Nhật đâu, không phải hàng Nhật bãi nha, mà là hàng hàng Việt Nam xài. Rồi giật đi em. Lên ga nha em. Rồi giật giật lại, lên ga nhé. Rồi con này bà con mà khởi động máy hai thì nhớ nha, gạt e lên, lên hết ga luôn, lên hết ga luôn là giật nó mới nổ nha. Đó, đóng e lên hết ga giật nổ, rồi thả e xuống giật lại, rồi lên hết ga luôn nha, nhớ lưu ý chứ bà con mà không lên ga giật nó không có nổ đâu. Rồi con số 13 giá 1.9 triệu nha, Mitsubishi TU 26, con này nòng 34 ly nha bà con. Con này bà con cắt lúa cỏ vôi rồi thoải mái luôn, mà chạy rất là lợi xăng nha, ngày bà con chạy cũng tầm lít rưỡi xăng thôi, thằng này tầm ngày lít rưỡi 2 lít xăng thôi bà con, chạy cả ngày luôn á. Đó là dòng Mitsubishi TU. Giờ TU là đời mới bà con, còn nói chung là TU là đời mới nha, nó là đời mới á. Rồi tum rời nha bà con, tum này là tum 260, gắn bình xịt thuốc hoặc là gắn cái gì cũng được hết, nó trùng với lại tum hàng Trung Quốc. Nói chung là hàng Mitsubishi là ở Việt Nam mình thì nó nổi tiếng là bà con người dân rất là ưa chuộng, nhất là mấy anh em ở miền Tây á, miền sông nước. Rồi con số 14 giá 2.3 triệu nha bà con. Hôm nay mình có cái con Mitsubishi TL 23 này, siêu VIP luôn nha. Nó lộn TL 261 bà con, đây nè, 261 bà con thấy không? Đó, TL 261 nha bà con phải để ý nha. TL thì nó có dòng TL 260, 261 là máy siêu hợi nhất trong hợi mặt trời bà con. Đó, TL 261, dòng TL này nó còn nguyên bản 100% nha, và nó còn mới đến nỗi mà nó mới gần, nó mới 90% luôn, 95% bà con. Con này còn mới lắm, con này phải nói còn đẹp, theo mình là thấy đánh giá con này quá đẹp luôn bà con. Rồi con số 14 giá 2.3 triệu nha, nổ thử đi em. Đợi ganh ti đó bà con, lấy ganh ti nó nổ nghe đã không, nổ nghe sướng lắm đó. Đây là Mitsubishi TL 261 nha bà con. TL thì cái dòng 261 là cái dòng là cái dòng hợi nhất mặt trời nha bà con, là có nghĩa là anh em người ta săn lùng cực kỳ thì săn lùng luôn. Con này nó còn nguyên bản 100% luôn nha, còn quá đẹp luôn, nổ cực kỳ nhạy luôn, và dây giật đẹp lắm. Giật cái dây giật lên thử em, dây giật còn trắng tinh luôn đó bà con, đó dây còn tháng tư luôn, đẹp. Con này còn mới nguyên bản luôn bà con. Rồi tắt đi em, con này còn quá đẹp luôn. Con này nó đang xài bộ chế quanh bà rú ngang hai kim luôn, bà con nhìn bộ chế của nó còn mới chắc luôn đó. Mới nhìn vô mà nhiều khi bà con tưởng bộ chế bình xăng con của nó là lâu thôi, nhưng mà nó là chưa bình xăng con rin đó bà con. Bình rin này nè, bình rin này bà con qua Nhật mua hơi bị mắc nha bà con, bằng tiền mua nếu mà mua bên Nhật mà mua bình rin này bằng tiền mua cái máy cắt cỏ luôn á, ở Việt Nam mình luôn, mắc lắm. Rồi đây mình rinh nó nha bà con. Đó cần của nó này, ốc nè, ốc nó đen như là đít trâu bà con nè, thấy không, ốc Nhật là nó phải đen như đít trâu nha. Rồi cần của nó đây, đầu bò rinh luôn, đẹp. Con này xe mình thấy đánh giá là con này còn đẹp, phải nói là dòng Mitsubishi TL 261 này hiếm cái con nào mà nó đẹp vậy lắm bà con, hiếm lắm, trường hợp mà nó đẹp vậy hiếm lắm nha. Đó đa số dòng này giờ Việt Nam mình nó xấu lắm, nhìn nó gớm lắm bà con, giờ chứ không có mấy đẹp đâu. Nhưng mà hôm nay em tiễn được cái con phải nói nó đẹp, chứ con này nếu mà nó xấu xấu thì nó tầm 9-2 triệu bà con, nhưng mà con này nó quá đẹp bà con, nó đẹp. Con này bà con mua giờ xài biết khi nào mà nó hư luôn á, quá đẹp luôn, chấm xuất sắc luôn. Con này theo mình chấm điểm là 10 điểm luôn á, cho nó 10 điểm luôn, giờ chỗ ngồi luôn. Rồi con số 14 giá 2.3 triệu nha, bán máy đó giờ mình mới thấy cái con Mitsubishi mà 261 mà nó đẹp vậy luôn á, mà nó là 261 nha bà con. Mitsubishi mà 260 là nó rẻ tiền lắm, chứ còn 261 nó mới là hàng VIP. Rồi con số 14 bà con, giá 2.3 triệu nha.
Đó, này dành cho anh em mà gọi là cực kỳ kỹ tính luôn á. Anh em bà con nào mà cực kỳ kỹ tính luôn thì sưu tầm lấy con này giờ xài. Bảo đảm bà con xài con này, nếu mà bà con pha nhớt kỹ tỷ lệ một chai nhớt trên 20 lít xăng á, thì xài phải mười mấy 20 năm, có khi xài 30 năm luôn bà con. Rồi thôi, video nó dài rồi, thôi mình kết thúc video nha. Đinh Mã Búa kết thúc video thôi. Bà con lưu ý nha, địa chỉ của mình là thị trấn Thành Mỹ, huyện Tương Dương, tỉnh Lâm Đồng nha. Số nhà 606 đường 2 tháng 4. Bà con ở xa có thể qua bên thị trấn, nhà mình có nó có cánh cửa nha bà con, trước nhà có cây trụ điện. Đó, bà con có thể tìm đến mà lựa máy mua mua nha. Còn lô này mình quay cho bà con ở xa, ở xa nha. Rồi thôi, Đinh Mã Búa xin mến chào bà con và chúc bà con mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và con cháu gặp nhiều may mắn. Rồi xin chào và tạm biệt bà con nha.